Kính thưa quý vị, người Xuân Nam xin trân trọng quý vị và xin giới thiệu đến quý vị, người bạn tôi, ký giả Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào anh Mùi thưa anh. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào đến quý vị khán giả của trường hình Việt Nam 1 và Nhật Bảo Kỳ. Xin mời anh. Có lẽ bản tin đầu tiên người ta sẽ nói về Bảo phải không? Anh Mùi muốn dạ, tự tìm Anh, anh, anh mời anh, anh cập nhật báo cho thế nào anh và đến năm gặp bảo trên coi. Rồi. Bảo thì chúng ta biết rằng cuối cùng sau một vài ngày, năm, bảy ngày chúng ta nói đến thì cuối cùng cơn bão có ập đến thì có lẽ từ chiều đến giờ chúng tôi đã cập nhật qua băng tin Hương Giang và tôi cập nhật rất là nhiều tin tức báo chí nói về cơn bão cái điều đầu tiên á, thì bảo nó không giữ dằn như chúng ta đã nghe trước đây năm mấy ngày đến mươi Họ nói bảo năm yeah. họ nói bảo cấp năm họ bảo nói bảo 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 monster bảo bảo monster, bảo gì. Monster năm năm con năm 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 họ nói dòng người chạy đi tì nạn tản cư im ba quấy mùi nó ngẹt đường phố tạm xăng hết xăng đường phố thì nghe. xe bị kẹt cứng đến đường phố ta chạy trốn bảo và còn 2 triệu căn nhà mất điện và người dòng người chạy trốn bây giờ bảo tới rồi dòng người chạy tản cư vẫn vẫn kẹt trên xa lộ rất là bên máy kẹt máy hết xăng tùm lum thì đó làm cái chúng ta đọc qua đài Fox, thông tin trên Fox website thì cho rằng cơn bão đã tạo ra một cuộc đổ bộ đầy tai ương với hai triệu người mất điện, toàn đô để lại nhiều cái chết, có lốc xoáy luôn rồi, Yeah. Cái lốc xoáy nó tấn công luôn và để lại nhiều cái chết do lốc xoáy gây ra. Bản tin của Đài Fox Chúng ta đọc một tựa thôi gần như nói hết bản tin rồi Bão Tạo ra Một cảnh đổ bộ Kinh hoàng Tàn khốc Và Đem lại Gây ra tình trạng Hai triệu người mất điện Và để lại Nhiều cái chết Do tornado Đó là cái Do cái lốc xoáy Chúng ta liếc qua thử Một cái bản tin khác của tờ AP hay Chạy từ hai triệu người mất điện khi cơn bão Milton đập vào Florida gây chết chóc và lục lội. Ta những cái tin nó na ná giống nhau, nó lặp lại tương khá giống nhau. Một quan tin thứ ba nó chạy bằng tường như này. Bão Milton đã tấn công vào Florida với lụt lội nguy hiểm chết người sau khi đổ bộ vào đất liền. Đó, nhưng mình lướt qua một à. bản tin quý vị thấy cái đồ lặp lại nó khá giống nhau và mười mấy hai chục bản tin đọc gì như vậy gần như vậy thì bản tin là bão miêu tinh tấn công vào Florida cơn bão miêu tinh đã đổ bộ gần Sierra Key đó là một địa danh ở tại Florida với một cái tốc độ cấp 3 rất nguy hiểm trước khi mà yếu dần sang cấp 2 khi nó tấn công vào bờ. Như vậy ta đồn tới cấp 5 đến 10 phải không? Dự yeah. Thì bây giờ nó xuống tới cấp 3 và khi nó ập vào bờ nó có thể xuống cấp 2 thôi. Có mưa lớn lụt lội mà không kinh khiếp không giá giật không như bề kinh khiếp như chúng, chúng ta nghe tin tức mấy ngày hôm nay. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào đất liền Hoa Kỳ vào năm nay như vậy là năm cơn bão đã qua rồi hai cơn bão lớn chúng ta biết là cơn bão Helene hai tuần trước và cơn bão hiện nay là cơn bão Milton và cái điều đặc biệt ta ghi nhận á không phải cơn bão thì nó lớn cả trăm năm nhưng mà tôi thực sự tôi nó, nó tấn công vào bờ nó giảm xuống cường độ rất là nhiều thì không biết là nó lớn bao nhiêu năm chúng ta chưa biết nhưng mà cái trận lụt Thì ngàn năm mươi cấp trận lụt như thế này Nó kêu trận lụt ngàn năm A thousand year flood Là trận lụt các ngàn năm mươi lần Ở đâu? Thưa vị Là cơn bão Milton đã Đổ một lượng nước Khoảng 16 inch Nước mưa xuống thành phố Saint Petersburg 16 inch là là bao, 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 bao nhiêu mét anh Bao nhiêu anh? 16 inch bộ inch 2.54 phải không? Dạ. Yeah. Um. Bộ mà 16 in nhân tới 16 nhân 2.54 ra à, bao nhiêu tấn? Ừ. Yeah. Còn 37 38 anh ạ. Là 3 thứ 7 3 thứ 8 hả? Dạ. Nó kinh hoàng quá. Đó là trận lụt nó trận lụt mà ngàn năm mới có một lần. 16 inch mà anh bùi nhân lên từ 3 thứ 7 3 thứ 8 anh 10 hả? Ừ. kinh hoàng quá. Ở tại đâu? 16 inch 3 thứ 7 3 thứ 8 nước mưa ở tại thành phố St. Petersburg. Tương đương ở cái cảnh một hơn 1000 năm mới có một lần hơn 1000 năm mới có cơn mưa lớn như vậy trong khu vực này. Như vậy trong lịch sử 1000 năm qua đây cơn mưa lớn nhất anh bùi. Yeah. và có nhiều cái tình trạng chết người tại San Lucie, tại quận hạt San Lucie, Florida, từ cái lốc xoáy tornado nó bùng nổ ra trước đó một một ngày và như vậy ta thấy nó không khí mưa rồi lụt rồi nước dâng lên rồi bão rồi lốc xoáy tùm lum tà ta hết, đó. tàn không hết và cái hậu quả tai hại đó là gì? đó là cơn bão Milton là cơn bão thứ ba đã tấn công vào Florida vào năm nay đã knock out đã làm mất điện hơn 2 triệu gia đình 2 triệu người ở tại tiểu bang này ngoài ra thì cái cơn lốc gió lốc các anh biết không khoảng 100 dặm một giờ đó. cũng đã ghi nhận ở khu vực Tampa Florida nơi đó mà nơi đó là gì nó có là flash flood là cơn, cơn 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 lũ quét anh bùi yeah. uh -huh. khẩn cấp do lũ quét gây gây ra cũng được ban hành ừ. và những cái dịch vụ khẩn cấp cũng đã được dừng dừng lại những người dịch vụ cấp cứu cũng được dừng lại không còn cấp cứu được nữa đó là tình trạng của cơn bão ta nói một vài sơ qua ngắn ngắn như vậy anh mà anh có tin tức bổ sung không Dạ cái tin tức mà mở cập nhật là mở nhất khoảng 8 giờ 30 phút, giờ miền đông ở 30, à, -30 phút uh, vào miền đông anh Sơn Nam 8h30 phút tối vào miền đông á Thì cho biết rằng là bảo là người ta dự đoạn là cấp 5 người ta Bây giờ là còn xuống cấp 3, bây giờ cấp 3 xuống là còn cấp 1 mà thôi uh, Thì dạo khoảng là chỉ mới dặm cho 1 giờ uh, Trong tâm uh, trong tâm bảo thì có khoảng là 40 dặm 1 giờ mà thôi về phía tây uh, tây tây nam uh, Orlando Florida đó và ngọn dọa di chuyển về phía uh, đông nam nam đông nam uh, khoảng 16 giờ một giờ mà thôi anh nó giảm xuống uh, đến cái uh, mức độ mà mà rất là uh, uh, người dân phải, phải lo lắng đó uh, nếu như mà dọa cấp uh, cấp 1 á thì gió khoảng uh, từ 74 cho đến 75 dặm một giờ và cái gió cao nhất uh, là vào khoảng 8 giờ 30 phút giờ miền Đông á uh, thì có một cơn gió lên cao khoảng 120 dặm một giờ thì đó là cái cập nhật mới nhất đến ta. thì có nghĩa rằng là uh, bão uh, người ta dự đoán là cấp 3, tức là một cơn bão uh, lớn nhất trong lịch sử uh, thì nó không xảy ra và cái, cái, cái cấp nó càng ngày càng xuống từ cấp 5 cho đến xuống, xuống cấp 3 bây giờ người, và từ cấp 3 đã xảy ra rồi bây giờ xuống dần dần xuống còn cấp 1 cho anh nào? thì không biết là à, tối hôm nay và ngày mai là như thế nào nữa thôi nhưng bản tin mới nhất là vào lúc 8 giờ 30 giờ miền đông á à, à, thì cơn gió mà mạnh nhất á, là người ta đo được khoảng là 120 dặm một giờ thưa anh sao nào dạ yeah. rồi chúng ta có một chút khái niệm về cơn bão sau khi bị xem bản tường trình ngay sau bão ập đến của, của hương giang tối hôm qua thì đây là bản tin của chúng tôi và mùa bổ sung vào ngày hôm nay rồi bây giờ chúng ta sang tới một đề tài lớn đó là chuyện bầu cử nước mỹ bây giờ đến đâu rồi hàng ngày đó cái việc mà cập nhật từ các cơ quan thông tấn cái quan tâm và dư luận về cuộc chạy đua của hai ứng viên được xem là rất là quan trọng chúng tôi cập nhật liên tục cho quý vị về chuyện chạy đua của ông Trump và Kamala Harris ai thì sẽ tới đích trước nhiều số nổi từ đây tới cuối cuối tháng và theo cái nhận chung á, ghi nhận chung á là cuộc chạy đua giữa bà Kamala Harris và ông Trump vẫn còn trong tình trạng này là dường như là nó Seeming, là dường như death hit, là căng thẳng cực độ, sát sao cực độ Trong cái thời điểm mà chỉ còn khoảng 4 tuần trước khi bầu cử Sát nút lên, kinh hoàng quá Và với những thăm dò mới nhất Thì bà Cambridge vẫn còn dẫn ông Trump với nhiều điểm khác nhau như sau theo các cuộc thăm dò như là Economics là tạp chí về kinh tế Economics và hãng thăm dò YouGov thì bà Cambridge dẫn 4% đó là 49% sau 45% của ông Trump như vậy một cuộc thăm dò đầu tiên trong cuộc thăm dò chúng ta tham khảo thì bà Cambridge dẫn ông Trump qua YouGov và hãng thăm dò YouGov và hãng và tờ báo Economist ở kinh tế thì dẫn 4% là 49% sau 45%. Là to, là trên toàn quốc anh nam trên trên, toàn quốc đó. và à. trước đó ông và Cambridge dẫn ông ông cho mình 5% trước đó 49% sau 46% vào lúc thời điểm nào đó là vào tháng 9 30 tháng 9 thì như vậy là một cái thăm dò thứ nhất là Economist xu góp thì bà Cambridge dẫn bốn phần trăm cái anh thứ hai là hãng Reuters cơ quan thông tấn Reuters và Ipsos hãng thăm dò Ipsos thì bà Cambridge cũng dẫn là khoảng bốn sáu phần trăm sáu bốn ba phần trăm cũng như vậy dẫn ba phần trăm một cái rồi bốn phần trăm cái hai là ba phần trăm và cái thứ ba là gì Bà ra pha thì dẫn tiếp 49% sau 46% cũng là 3% cũng dẫn trung 3% theo tờ New York Times và Siena Paul. Thì như vậy qua ba cuộc thăm dò lớn đến buộc thì cái lợi thế đang nghiêng về phía bà Kamala Harris thời điểm là dưới một tháng trước ngày bầu cử anh mười có, có tin tức gì mới thêm không? Dạ, à, mùi có cuộc thăm dò của um, 270toWin.com 270, to 270 uh, uh, thì cuộc thăm dò này uh, là dành cho uh, những cái tiểu bang hoặc là những ứng cử viên nào có thể đạt đến uh, 270 phiếu đại cử tri đoàn á uh. uh, thì theo cuộc thăm dò của 270toWin.com thì cho thấy rằng uh, nếu như mà lấy cái tỷ lệ trên toàn quốc á uh, Ê, bà Khamer dẫn đầu cựu thủ đô Trung đến 2.7%. À, thì à, tại sao có cái số này? Khi mà có được cái số này á, thì 270 triệu win á, đã à, làm ít nhất là 16 cuộc thăm dò như vậy. À, một con một cái lượng thăm dò rất là lớn, đến 16 lượt như vậy. Thì cho thấy rằng cái tỷ lệ là 49.3 trên 46.6. Thì có nghĩa là Bà Camry trước đầu là cựu thủ trong 2,7% trên toàn quốc. À. À, ngày hôm nay, 270 triệu Win chỉ có thăm dò là 5 tiểu bang. Ở tiểu bang Georgia có 16 đại cử đô đoàn, Maryland 10 đại cử đối đoàn, Michigan 15, và Pennsylvania 19, và Wisconsin là 10, à, còn Arizona rồi uh, Nevada thì uh, cái con số giống ngày hôm qua mà anh em chúng tôi đã trình bày về quý vị rồi thì bây giờ cập nhật nó không thay đổi thì gọi cập nhật là 5 tiểu bang là Georgia là gồm có 16 đại cử tri đoàn và được 270 trăm win á, là thực hiện năm cái cuộc thăm dò như vậy để rút ra cái kết quả ở Georgia thì cử tổng thống trong dân đầu bà Kamala là một chấm 6%. Với cái tỷ lệ là 46.4 trên uh, là 48%. Đó, cựu thủ trong đến 48. À, uh, còn về Maryland, thế như vậy 5 tiểu bang được cập nhật ngày hôm nay thì 4 tiểu bang À, uh, bà Khám đã dẫn đầu rồi, chỉ có độc nhất là một tiểu bang đó là Georgia, cựu tổng thống dẫn đầu mà thôi. Maryland gồm có 10 đại cử tri đoàn, và cuộc thăm dò à, được à, à, có 5 cuộc thăm dò như vậy để đi ra kết kết quả cho Maryland thì bà Kamala dựng đầu ông Donald Trump với một tỷ lệ rất là lớn nam thì tưởng tượng đang là dựng đầu là 28.8% ở tiểu bang Maryland và tiểu bang này có 10 đại cử tri đoàn với cái tỷ lệ 61.8 trên 33% đó à. À, bà camera dựng đầu đến 28.8% là một tỷ lệ quá lớn. À, tại tiểu bang Michigan gồm có 15 đại cử đoàn và được thực hiện ít nhất là 7 cuộc thăm dò như vậy. Thì bà camera dựng đầu là 0.4% mà thôi. Thì cái tỷ lệ nổi, cái tỷ lệ sai là sai biệt à, thì có nghĩa là chưa chưa hẳn là bà camera đã đầu thì tạm thời trong bảy cuộc thăm dò này thì bà Camry dựng đầu là 0.4% với cái tỷ lệ là 47.4 trên 47%. Còn Pennsylvania là một cái tiểu bang rất là quan trọng. Khi cựu thủ thống dựng đầu, khi thì bà Camry dựng đầu, thì ngày hôm nay tức là ngày mùng 9, là theo năm cuộc thăm dò của 270 to win, thì bà Camry dựng đầu cựu thủ trong là 0.6%. Nếu như biên đồ sai sổ á, cộng trừ 1 hay là cộng trừ 2 thì như vậy là bức phân thẳng bại là ngang tài ngang sức với cái tỷ lệ là 48.4 trên 47.8% có nghĩa là bà khá là đầu chỉ có là 0.6% mà thôi rồi cái tiểu ban cuối cùng là Wincon xin có 10 đại cử tri đoàn và thực hiện ít nhất là 6 cuộc thăm dò như vậy à, thì ngày cuối cùng tức là ngày chỉ ngày hôm nay đó để bà Camara chuyển đầu ở 1%. À thì với tỷ lệ là 48 trên 1,7% xuống năm. nhìn chung thì màu xanh nghiêng về bên phía bà mới rất là nhiều. 5 tiểu bang mới cập nhật ngày hôm nay ấy, thì 4 tiểu bang bà Cam đã dẫn đầu rồi chỉ có 1 tiểu bang là cựu tổng thống dẫn đầu đó là tiểu bang dọc ra mà thôi thôi anh. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sang cái khía cạnh khác của cuộc chạy đua tranh cử dung trong mà Camaris. Hai người có cuộc cạnh tranh rất là nặng nề. Ông Trung ông có cái tự hào là lúc nào cái chỗ cái sông vận động cái chỗ cái hội trường mà ông ta tới thuyết trình đó tranh cử thì chỗ đó chật cứng. Ông đó là không có một chỗ ngồi trống. Đó là câu nói của ông Trung không có một chỗ ngồi trống. Và ông để ý tới phía bà Camaris như thế nào. Anh nhớ trước đây trong lần mà Camaris cho là có khoảng 25.000 người tắt cái chỗ nói chuyện tại Las Vegas không? Uh -huh. Ông Trump nói là kỹ thuật AI người giả. Uh -huh. Thì các phóng viên phải xác nhận rất là khổ đó là người thật. Và họ đưa hình ảnh thật, quay phim thật cho mọi người giả đâu ra. Và trong cuộc tranh luận của ông Trump với bà Calvary khi bà Camarit mới chọt vô chút xíu á, bây giờ mới chọt chút xíu á, là những cái ghế ngồi ông nghe ông Trâm mà 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 vận động tranh cử nó trống á, thì ông Trâm bị ám ảnh và điên tiết nó nói chuyện đó hoài à. Và ông Trâm trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm qua thứ tư tại thành phố là Reading, Reading và Reading xin lỗi, hôm qua thứ tư tại thành phố Reading của tiểu bang Pennsylvania. Thì ông Trâm được tuyên bố câu sinh dần này là chúng tôi chưa bao giờ có một ghế trống ghế không có người ngồi never have chưa bao giờ có look at it hãy nhìn đi thì lúc đó khi ông nói như vậy một cách rất là tự hào chúng tôi chưa bao giờ có ghế trống nào không có người ngồi chật cứng mọi ghế đều có người ngồi ông nói câu khẳng định ngay tại chỗ trước phóng viên là gì no empty seats không có chỗ ngồi nào có người không có chỗ nào có người ngồi cả Never have Không bao giờ có một cái ghế trống nào hết Và look at it ta hãy nhìn xem đi Rất là thách thức, rất là tự hào Thì các ký giả nhà ta chơi trò lâu lâu đỉnh Tràn ra Đi quay Tràn ra mình đi quay đi chụp hình Thì họ chơi nhận xét phía đầu Mấy ghế đầu á Vậy ghế đầu đó, Thì nó kín hết đúng là do các người mà trung thành người ma trung thành của ông ta đó họ chiếm tất cả chỗ đó anh bùi biết không ừ. nhưng mà sau đó thì trống trải có những khu mà không không có người ngồi và họ chụp những hình như vậy hãng thông tấn ap á. họ chụp cái hình một số cái ghế ngồi trống và một số cái hãng khác chụp hình rất là nhiều cái ghế trống Hà News Nation ông ký giả Libby Dean cũng chụp rất là nhiều ghế trống, có những khu những block ghế chỉ có một hai người ngồi thôi. À, cô mà cô Dana Mil Milbank cũng cho mình rất nhiều ghế trống. rồi ký giả Jack Tray Jack Trader của đài NBC của Mỹ cũng quay rất là nhiều ghế trống, ghế trống tràn ngập, đúng không? thì nó dẫn đến mất mất tàu này. Trâm nói đó là chuyện có thể ngày xưa anh mùi Rồi lúc mà ông mới ra tranh cử đó người ta tò mò cái ông tỷ phú ông nói cái gì anh biết không họ muốn ngắm nhìn cái ông tỷ phú ông đi tranh cử như thế nào nhưng bây giờ thì người ta quen ông là ông 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 đến trễ nói dài nói không có chủ đề cho nhiều người bỏ về vì nhiều lý do khác nhau họ bảo về có họ vô không đủ chỗ có bảo về cũng có cho nên là người ta đứng ra phía trước cửa đó phải không tao quay thì có những người trợ đi về rất là sớm họ lấy đủ thứ đi do và cái số phía sau trống trại rất là nhiều thì họ chứng minh trong trung thấy rằng điều ông nói là không đúng mà tờ báo này chạy cái tựa rất là điểu tờ báo chạy tựa rất là điểu. là so humiliating rất là nhục nhã không có đúng sự thật hàng ghế trống chỗ người ta không muốn nghe người ta bỏ về sớm ta không dự đủ hay so thì cũng rất là nhục nhã đó là cái chuyện mà ông trâm cũng rất là đau khổ cho ông trâm rồi tên mùi tiếp anh à, thưa anh thưa cái vấn đề môn trâm hay gì ẩn và đồng thời ông hay mặc bụi vấn đề đảm đông lắm thì uh, à, như tuần trước thì anh em chúng tôi có đưa cái vấn đề này đó thưa quý vị thì khi mà một số phóng viên À, họ cũng à, họ, họ muốn lấy cái lời khai hoặc là họ muốn phỏng vấn các người mà tham dự những cái buổi à, tranh cử của cử tổng thống trong đó, để có cái bằng chứng cho còn thì dưới mà đưa quay phim là đưa hình ảnh này kia nọ là, là có thể là cử tổng thống tổng trong nó là à bây giờ dùng à, à, AI tức là trí thông minh nhân tạo á là thay vì bà camera là, 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 là tạo cho một đám đông để tham dự còn tôi thì có thể họ xóa đi để là càng ít người như vậy thế cho đó là các phóng viên các đài truyền hình kiểu như ABC, MSNBC, CBS vân vân thì họ phỏng vấn ngay những người mà gọi là những người ga và những người ủng hộ cầu thủ trong á thì họ lấy những cái lời phỏng vấn đó họ đưa lên ở truyền hình và đồng thời viết lên báo thế còn một sườn người nói tại sao là à, ông hay bà về sớm như vậy thôi nói à bây giờ tôi về lo à, con thủ cân ở nhà đó, à. bây giờ con con chó của tôi đang à, đợi ở nhà hay là đợi ở nhà là v. V đó, vân vân đều có nhiều lý do lắm cái điều điều mà nói lên thế này thưa quý vị có mà người ta nhận mạnh mà người ta à, à, là hàm ý rằng Chứ đó những cái lời mà tuyên bố hoặc là cái, cái bài phát biểu của cựu thủ trong kéo dài lê thê là khoảng 60 phút đến 90 phút không có ăn nhầm với hết trơn cho đó người ta bật bội ta về có nghĩa là người ta qua những công việc khác quan trọng hơn mình đi để nghe ba chuyện mà à, coi như là nói à, không có chủ đề rồi nói dài dòng rồi nói cam ram rồi vân vân hoặc tấn công vào cá nhân à, Tính như vậy họ họ mất công tại sao tôi 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 phải mất công tôi tới, ngay ba chuyện này à, thay vì tôi tôi, tôi tôi, tôi cái chuyện khác lớn lao hơn thì tự như tôi về tôi, tôi tôi chăm, chăm sóc chó tôi hay là vật cưng tôi nó con nó nó có giá trị hơn đi ngay như thế này cái điều ảm chỉ như vậy đó do cựu tổng thống cũng bực mình là những tờ báo đỏ lắm hoặc là những cái đài truyền hình đỏ lắm với đạo cựu tổng thống lắm à, hâm xe rút cái cái giấy phép hành nghề của các đài truyền hình các nhà báo đó đi anh Nguyễn Xuân Nam rồi chưa kể những người mà gần gũi với cựu tổng thống trong đó là ai à, đó là bà Kelly là một lần rồi bà đến tham dự rồi bà quay lưng bỏ, bỏ, đi về thì nhà báo và phóng viên họ phỏng vấn ủa tại sao bà đi về như vậy thì bà nói là à, tôi không muốn nghe cựu tổng thống cựu tổng thống nói trong nội thì giờ thứ ba nữa đó à. rồi ai nữa ông Warren Kemp tức là thống đốc đảng cộng hòa rồi ông cũng bỏ về nữa tại trong bỏ về vậy à, tại vì ông tận công cấm cá nhân ông không đi vào vấn đề chính sách của bốn năm Thế ở nam thì những cái điều mà những người mà năm cốt những người mà gần gũi đối trong như vậy đáng lẽ những người này phải ủng hộ trong tội đa. mà họ còn có ý kiến như vậy hữu với là những người à, bình thường và những người mà ra hoặc là những người mà đến để nghe à, cựu tổ trong nói cái chính sách bốn năm tới như thế nào để sử dụng cái lá phiếu của mình Chứ nó là càng ngày càng nó là mất mặt là những người ủng hộ và những người đi tham dự những cái buổi mà tranh cử như vậy anh là chưa kể là một số thành phần đảng viên đảng cộng hòa rất là lớn bây giờ họ quay lưng với cựu tổng đối với trong nữa thì làm sao mà có cái số lượng đông dũng như năm 2016 được anh năm 2020 đã đã giảm suốt rất là nhiều rồi thì huống gì năm 2024 nữa Rồi, có một vị khán giả trả lời nguyên văn như vậy tôi dịch cho nghe nha. Và... họ, Hả... lý do họ rời khỏi á, cái, cái, cái cuộc rally xuống ta đó, sớm á, vì mệt mỏi và chán trường. Mệt mỏi rồi dài dòng lê thê lết thết quá, mệt mỏi chán trường là ông nói chán cơm nít nát tôi nói lặp lại một số chuyện ba lắc tiên địa ừ. đó là cái trường hợp như vậy rồi câu chuyện này nữa cũng vui nữa. anh Bùi Nam nói một chuyện anh nói một chuyện rồi chúng ta tạm dừng chương trình ở đây nha là anh nhớ bài Susan Rice không bài giáo bà sư đồng của Stanford đó đồng bộ ngoại giao anh. Dạ. ông bà, bà đồng là từng là Cố vấn Tòa Bạch Ốc Cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Bà từng là Đại sứ của Mỹ Tại Liên Hợp Quốc Đó là người phụ nữ da đen Tôi rất là thành đạt Đúng không? ba cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phải không? À, tôi không nhớ Nó là đại sứ Của Ngoại giao tại Liên Hợp Quốc nó. Trong này nó đề đại sứ Của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Và bà, bà là cựu Ờ... Uh... Cố vấn anh, cô vẫn ăn, cô gì đó, tò thì bà, trời, bây giờ bà là giảng sư của đại học Stanford miền Bắc California của mình đó. thì hôm nay bà đọc một cái report, một bản báo cáo, người ta cho biết là ông Trump đó từ ngày mất cái chức tổng thống bây giờ bí mật liên lạc với ông Putin tới 7 lần. Ít nhất là 7 lần. Trong đó có kể cả gửi cho ông ta, ông Trump gửi cho ông Putin cái máy mà ngừa Covid-19 anh biết không? Thì ông ông ấy sử dụng đi muốn được cho các cá nhân mình. Và chưa kể gọi điện thoại nói chuyện khoảng ít nhất là 7 lần theo nguồn tin của từng báo. Thì cái điều đó theo cái bà giáo sư bà cựu cố vấn an ninh quốc gia và cựu đại sứ mỹ liên quốc bà Susan Rice cái hành động nó cũng trông như vậy nó phạm cái luật anh có bao giờ nghe được này chưa Logan Act luật Logan Act thì luật luật Logan Act nói cái gì cái luật nó quy định thì là việc, là, là một hành động là illegal bất hợp pháp phạm pháp cho những công dân của Mỹ thỏa thuận liên lạc với những chính phủ ngoại quốc mà đang tranh chấp với Mỹ và không có được sự cho phép không có được sự ưng thuận trước đây như vậy Nga là quốc gia thù địch với Mỹ đúng không Mỹ cấm bằng Nga đúng không ừ. và quốc gia thù địch mà anh liên lạc với ông tổng thống của quốc gia thù địch mà không có được sự đồng ý về cho phép trước thì của chính phủ Mỹ là anh phạm luật cái luật đó là luật Logan Act thì cái luật này nó được giới thiệu vào năm 1799 nhằm mà ngăn cản những cuộc ngoại giao không được phép từ những người mà không có trách nhiệm đối với các cái việc mà các viên chức nước ngoài các thủ đỉnh nước ngoài trước đây ông Trump đã từng ông hỏi ông biết cái luật Logan Act này ông biết tại sao ta khẳng định ông biết cái luật Logan Act này là ông biết là bởi vì trước đây ông John Kerry cũng liên lạc ông John Kerry cũng liên lạc với cái một nhà lãnh đạo của khối Ả Rập anh biết không? và ông Trâm ông dí cái luật này ông bắt lỗi ông John Kerry anh biết không? như vậy có cái ông Trump ông bắt lỗi người ta thì anh biết cái luật đó đúng không ừ. mà anh vẫn cố tình anh anh phạm phải cái luật đó là anh cố ý mà cái bùng này nó nổ ra do đâu nó nổ ra cuốn sách của ông Bob Woodward mà ông ta vừa nói đó mấy hôm nay anh mùi uh -huh. Bob Woodward là cái nhà báo huyền thoại và ông ta viết sách rất là nhiều cuốn sách mới ra là là cuốn sách chiến tranh nó sẽ xuất bản vào ấn hành ra mắt vào ngày 15 tháng này 15 tháng 10 này và trong một vài chương trình trước tôi với mùi đã thưa quý vị một số vấn đề khác đúng không Ừ. Trong cuốn sách của ông Bob Woodward ấy, đầy những thông tin nổ, thông tin cực cực nổ liên quan đến chính giới Hoa Kỳ rất là nhiều. Ví dụ những bí lộ bí mật, chuyện ông Biden nghĩ, ông Neti, Netanyahu, ông thủ tướng Israel Thái như thế nào, ông Biden nói về ông Putin như thế nào, đúng không? Đằng sau ừ. mà, lưng của mấy vị đó, trong cái cuộc họp riêng của ông, ông Biden với chính phủ Mỹ, thì ông Bob Woodward ông có những nguồn tin như vậy ông ông săn rất là giỏi ông là nhà báo huyền thoại mà lần này giống ông đưa câu chuyện liên quan với ông Trump và ông Putin là Trung Trump phạm cái luật mà tôi vừa nói là Logan Act Đúng rồi. và không biết rồi sẽ như như Hoa Kỳ bị xử rồi này như thế, thế nào và ông trong ta cho cuốn sách của ông cuốn sách một đường vua chiến tranh quân bóc quốc của cũng nên xem nó buổi bữa nào ta lẽ mình mua cuốn đó về mấy anh em thay cho người đọc bởi vua ơi chiến tranh Vô chiến tranh đó. thì bà cái bà cựu cố vấn an quốc gia cựu đại sứ mỹ tại liên quốc bà bây giờ bà giáo sư đại học bà Susan rice bà, tôi rất là thích bà này buổi bộ dạ yeah, đem... đúng rồi ba này ba cổ vấn án quốc gia chứ không phải là bộ trưởng bộ uh, ngoại giao thế anh anh đúng bà, bà bà bà, bà, bà viên bà là yeah, một người da yeah. đen rất là trí thức anh một rất yeah. thanh tao nho nhã lịch sự trí thức một người da đen được 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 dạy dỗ mà tôi nghĩ rất là phẩm chất rất là cao những bà như là bà Susan Rice bà Kamala Harris bà vợ ông Obama và Michelle Obama đó là người phụ nữ da đen thiệt xuất của nước Mỹ dạ yeah. Đó. thì anh mùi có bản tin nào cuối là bản yeah. bản tin... cùng tiếp cái bản tin này luôn thưa anh Nam thì đó ba Susan Rice ấy, thì mùi rất là rất là may mắn thời kỳ đó là mùi có được ông khoa trưởng khoa chính trị học ở trường Stanford đó. À. thì một lần là tự nhiên gặp 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 thầy này rồi tự nhiên rồi thầy này là ông cũng cảm thấy ông quý à, thầy, 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 thầy. là ông mời đến là ông nói đến, là đến văn phòng ông chơi rồi bữa hôm đó là được nghe bà Suan Roy nói chuyện về uh, uh, chi uh, Uh, an ninh thế giới an ninh quốc gia cho các sinh viên một uh, có tham dự uh, một lần một xuân nam và bây giờ vị thầy này ông qua trưởng bây giờ ông đã già lắm rồi uh, thì uh, năm nay ông cũng gần trên uh, 90 tuổi năm bây giờ ông không ở uh, là Palo Alto mà bây giờ ông về ở North Carolina không biết thì, uh, vừa rồi là như thế nào uh, chắc là ông quá yếu rồi và có thể rằng là không có khỏi uh, năm này nó là rất may mắn một lần được nghe bà nội chuyện và thì cũng cái vấn đề mà đó thì cử um, cựu tổng đối trump thì lại lúc đưa uh, cái bộ máy xét nghiệm này cho ông putin thì ngày hôm nay là một thường nghị sĩ của đảng dân chủ ông ta không thể nhìn được thì ông ta nói thế này thì tại sao theo ý tôi rằng đây là một tài sản quý giá là đối với bất kỳ ai trên thế giới là trong cái thời điểm đó à, trong cái thời điểm đó đáng lệ ra là 1.2 triệu người Mỹ không tử vong vì căn bệnh này đâu à, thì, thì giống như tờ mà Guardian họ đưa tin đó, là, là, là lúc đó là có thể đang ngăn chặn được 40%, 40 cá tử vong nhưng ngược lại cựu tổng thống Đông đã bỏ qua cơ hội đó và ông tuyên bộ lịch lạc rất là nhiều lịch lạc lắm à, như một nhóm chuyên gia thẩm định các chính sách của ông đó trong. À, rất tiếc như vậy cho đó ông thường nghị sĩ là ông Chris Murphy ngày nay ông lên tiếng như vậy ông nói ông 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 ông, nói làm sao một người một vị tổng thống mà trong khi dân chủng Mỹ đang dậy chết như vậy mà ông lại âm thầm mà gây cái mấy xét nghiệm đó cho ông Putin ta một nhà độc tài à, thưa anh như nào đó là cái, cái, sự tức giận của ông Chris Murphy ngày hôm nay là sợ gì ông biết là những cái nguyên tử này là là do ông Bob Woodward mà chúng tôi đã trình bày bằng xã hôm qua về quý vị rồi và ông Bob Woodward này anh anh còn nhớ là là một phóng viên ông là phóng viên báo chí và ông ta là một tay điều tra rất là giỏi anh nam cuối cùng là ông Nixon phải từ chức á vụ Watergate anh còn nhớ nè. Yeah. Thì đó nói cựu tổng trong chứ đó làm sao mà tin tưởng cựu tổng cựu tổng đôi trong được bởi vậy cái đó theo ông Chris Murphy ông nói thế này đúng rồi như vậy là quý vị quý vị biết ông đôi trong là ai tại vì ông đôi trong là bàn của những người độc tài giống như Putin giống như ông Tập Cận Bình giống như ông Kim Jong Un giống như ông Victor Orbán ta những kẻ độc tài À, mà ông lẽ luộc đi công cấp những cái cho cho cái độc tài nên quý vị nghĩ sao như vậy là ông xứng đáng là ông có đủ tư cách để làm tổng thống của đất nước Hoa Kỳ hay không? À, quý vị nhận nhận định và dùng cái phiếu của mình. À, cái thứ hai nữa là cựu tổng thống trong là đưa những cái tin bịa đặt à, từ cái này qua cái khác thì dường như là cái cơn vừa rồi thông không đó ở, thôi. Đâu quý vị thấy là Donald Trump là đáng lẽ là không nên là lợi dụng cái vấn đề đó để là chính trị hóa để làm lợi cho chính mình à, mà ông vẫn là lợi dụng tất cả mọi cái giống thể lợi dụng được là ông chính trị hóa và làm lợi cho chính mình mà thôi à, không có ngày nào mà ông không đưa ra những cái tuyên bố là không là động sự thật tức là hoàn toàn sai sự thật hết trơn à, thì dưới cái bây giờ là các bạn miêu tranh có thể giảm cường độ nhẹ này nếu cường độ nặng á thì bây giờ có, là cựu cầu thủ trong có thể còn đưa ra là vấn đề những cái, cái cái lời lẽ là không đúng sự thật giống như là cái Helen mà mà chúng tôi cũng trình bày với quý vị á thì ở à, thì trong là chế trách rằng là chị, nhà, chính quyền Joe Biden không có phản ứng kịp thời để uh, cứu những nạn nhân uh, bảo như thế này đó và chỉ cung cấp chỉ có bảy bảy trăm năm mươi đô la mà thôi À, rồi cái sổ tiền lớn á, thì với một tỷ là sử dụng cho những người mà à, cư bất hợp pháp rồi hàng tỷ hàng tỷ là trợ cấp cho nước ngoài mà trong khi dân chủng là, là chết chóc như vậy rồi nhà cửa mất mặt như vậy mà chỉ có 750 đô la mà thôi tôi kiểu thấy rằng là ông luôn luôn nội dỗ vào xuyên tạc như vậy thì ngày hôm nay cộng giống như là ông Chris Murphy ông tất giận tức là tổng thống là lén lút mới đưa cái máy uh, xét nghiệm uh, test về covid 19 cho ông putin á thì công giống như hai vợ chồng ông vào uh, hai vợ chồng đã chết ngừa rồi à, mà trong khi tuyên bố rằng là là không có chết nó lén lút như vậy thì quý vị nghĩ sao một vị tổng thống như vậy nhìn dân chồng đang 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 chết từng ngày từng giờ như vậy mà ông lại giận dơ à, thì cũng giống như cái bảo cái bảo Helen vừa rồi đó. Thì ông tuyên bố như vậy. Ông đó là dối trả với xuyên tạc Cái đó thì quý vị thấy rằng là không những ông đó Trump mà còn là tiếp thêm nữa là ai? À, giúp thêm mà thôi phong cái vấn đề đó là ông Elon Musk này. Ai nữa? Rồi uh, Alex John này. Rồi quý vị cũng biết là, là cái nhà lý luận thuộc âm mưu Alex John đã từng là bị phạt một số tiền rất lớn về cái cái vụ mà nổ súng ở trường học á, đó. rồi ai nữa là Mark Robinson này, tức là ông bây giờ đã, ta tranh cử thẩm đốc ở North Carolina, ông, người da đen đó, ờ, ông người da đen mà coi như là ông cũng muốn là chạy đồ nô lệ trở lại đó, về ai nữa là bà Major Tara Green đã góp phần thôi phong hay là vấn đề mà 750 đô la cho một nạn nhân bạo luộc á, thì quý vị thấy này. Nên bây giờ lộ ra hết tất cả mọi cái là thống đốc của Cộng Hòa. Thì giống thống đốc Cộng Hòa là ông Brian Kemp. Ông, này, ông, ông nói, ông xác nhận là tôi còn nội truyền với ông Joe Biden. Mà ông Donald Trump nói là ah, liên lạc với ông ta không được. Rồi thường nghị sĩ là Tom Tillis là đảng Cộng Hòa. Thì ông này ông bác bỏ vấn đề ông Donald Trump thổi phòng và dần truyền xuống tại thế này. Không có đống. Đó là thành phần đảng Cộng Hòa. Rồi thị trưởng đảng dân chủ ở North Carolina thì ông ông ta nói tôi nhận được những hỗ trợ của liên bang rất là đáng kể rồi một uh, ở uh, uh, thống đốc South Carolina đảng cộng hòa là Harry master là cũng lên tiếng rằng ô oh, là chúng tôi là nhận được hỗ trợ của liên bang rất là tuyệt vời vâng à, vâng vân, rất là nhiều thì, thì rồi uh, tổng đốc đảng cộng hòa Glenn johnkin là cảm ơn rủ rít uh, là chính quyền joe biden đã nhanh chóng đã giúp đỡ và quan tâm uh, đến chúng tôi rồi uh, là ông john DeSantis đã đảng cộng hòa thì ông này rất là không biết nghĩ như thế nào là ông không có tiếp uh, điện thoại của tổng thống joe biden Cũng dụng như bà kamala ông ông ta cho ông, ông ta nói thế này ô oh, những cụ điện thoại này là 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 hơi hãm chính trị cho đó tố không nhận điện thoại Thì quý vị thấy trong khi dân chúng đang là lâm vào cảnh là khổng công như vậy mà chính quyền chúa ba đền và bà cái gọi điện thoại để tìm cách là giúp đỡ cho 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 nạn nhân rồi mà ông không không nhận điện thoại thì quý vị thử nghĩ là, là những người mà đại diện cho người dân như thế nào rồi đến bây giờ người ta vạch trong vấn đề ông Trump nữa. Thì như, như bây giờ ông Trump năm 2019 chẳng hạn. Thì ông nói rằng là à, bây giờ uh, cái ngân sách của của FIMA bây giờ càng kiệt rồi không còn tiền để giúp đỡ đâu. Mà nhân ngược là bây giờ quý vị thấy năm 2019 á trong cái đó ông phê duyệt ông rút ra khoảng là 271 triệu từ bộ án lên nội địa thì bao gồm có 150 triệu Mỹ Kim từ cái quỹ thiên tai á để làm gì? Để ông để ông xây các trại giam cho những người di dân bất, hợp pháp mà quý vị thời kỳ đó là có như là là chia các uh, trẻ em vì vì cha mẹ của, của trẻ em á. thế bây giờ một số trẻ em tìm thân nhân được và một số trẻ em tìm không được thì đó là ông lấy 150 triệu từ quỹ thiên tai này đây để xây dựng những cái trại giam di, di cư bất hợp pháp rồi và xây dựng nơi để phỏng vấn À, mà trong khi mà giữa cái mùa bão vào năm 2019 đó, à, mà ông cam đoan là trích ra rút ra 150 triệu bị kim. <laughs> à, thì uh, vừa mới đây thôi, thì, uh, dân dân biểu và dân biểu của thượng nghị sĩ dân chủ đó, ông hồ một cái chương trình cho phi ma, à, để bao gồm là tăng cường ít nhất là 20 tỷ bị kim cho quỹ thiên tai thì một số thành viên đảng của họ, ho, bỏ phiếu là chồng. À. thì vừa cái 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 cái, cái, cái dư luật nở ra là bên phía đảng của họ chống rồi thì như bảo Helen tràn vào thì bây giờ tôi muốn có một ngân sách để mà à, cứu trợ thiếu ta như vậy á thưa quý vị bây giờ từ đây cho đến ngày 5 tháng 1 tức là à, dân biểu và thường nghị sĩ bây giờ họ về quê hương là nơi à, Uh, tiểu báo của họ để họ vận động tranh cử. À, để ngày 6, ngày 5 tháng 11 mà họ trở lại. Thì bây giờ ngày 6, ngày 5 tháng 11 bây giờ cần một số tiền để mà trợ, trợ giúp thì sao đây? Thì bên cạnh đó thì ông chủ tịch Hà Việt tên là ông Mike Johnson bây giờ ông từ chối không uh, tập trung uh, dân biểu để mà uh, tài học. Bây giờ phải đợi để là sau ngày 5 tháng 11 thưa quý vị. Như vậy cái tình huống bây giờ nó xảy ra như vậy á mà ông Trung không tìm một biện pháp nào để giúp đỡ mà ngược lại ông Trung là lợi dụng cái tình huống như thế này để làm lợi cho cái vấn đề chính trị trong việc bầu cử của ông ta. Thưa anh Nguyễn Xuân Nát. Kinh doanh chính trị hơn. Ừ. Rồi chúng ta còn gì nữa không hay tạm dừng đây mùi. Ờ, thôi mình tạm dừng đây thì anh à? hả? Yeah, dạ, cảm ơn em xin chào đón chào quý vị gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai dạ, yeah, xin chào quý vị